ra khỏi, không cần chờ ý kiến. Đó chẳng qua là lòng ta thương nhà có quà thương nhiều. Ý muốn của ta là cho tất cả được hưởng vinh sang. Nhưng ta không ngờ trái ý ngươi mới sanh lòng oán hận, nhẫn tâm làm rối loạn nguyên bang. Nếu không nhờ thanh tẩy trung can thì còn gì là giang sơn xã tắc. Tội mê hoặc vua trung can giết sạch, tội bất hiếu anh giam lỏng mẹ ở cung chương, tội muốn hại giáo quân giết tận gốc hoàng dương. Cầm sao luật tiêu hà, tội ấy thế nào người khả nói? Xin giao con. Một lần tha thứ cho Phi Giao hữu hầu một phút vô tâm mà vừa như quà cho nàng. Đừng quân dương chớ nên thương tình thiết cam ly, mình nào phiền thắng chi hãy nên tha em tôi này. Đúng đồng lý ra miền tỷ phải
bị bắn bay để đời tội lỗi không chừng trừ lĩnh án ban ban cho quá già nhờ văn võ triều đình tâu rồi ta chả mang phi giao khỏi tội phân thây được điện quân à. Văn phòng tư bộ và tam ban triều điện à. Phi giao tam Hey!
giao thềm qua, cùng nắm tay nhau nhìn trăng tà nghiêng bóng. Là thiên tử tình yêu đâu tuyệt vọng, chỉ có một phi dao mộng xuống quang mùa. Anh Tôn Thế Chiêu Thế Ngay Bố Quang. Mấy câu thầm bi tình để cách đi xa, bởi trẻ gây nên cũng đền đền gian qua. Mong cầu khanh tế thương thân này thứ tha dừng. Trời cao khiến tôi rồi đàn chia ly, đành liều thân với ai ai.
nào